nhảy á, mình nhảy đâu giờ? Mấy cậu muốn nhảy đâu? Tôi được không? Tại vì nhảy dưới kìa. Bạn mà đưa lên, tại vì tôi follow không được, nó bị cái gì rồi? Quạo ghê. Bạn mà follow đi bạn ơi. Alo. Nhảy xuống chỗ cậu chấm mà hả? Đi mời đi. Mời đi. Ngoài mời à? Mời chị đó. Được rồi mà. Đã mời đâu? Chưa. Thế mời nãy giờ. Đây cậu theo sau rồi thế. Vừa thoát ra gọi điện. Gọi ai đây? Gọi người yêu gọi... không? Không, gọi anh trai. Anh trai. Follow đi chị ơi. Đây follow rồi đây. Ủa bạn số 2 bao nhiêu tuổi vậy? À, mình sinh năm 99. À, vẫn còn trẻ mới, không sao. Vâng, nó mới trúng dài trên cái dù nên tôi không biết nó ấy. Mấy cậu sinh năm bao nhiêu vậy? Tôi 2K3. Wow, 2K3 lận. Đúng rồi. 2K3 bây giờ 16 tuổi hay. Wow, em chưa giờ cho 16 tuổi. Chị cho 16 tuổi. Mình không biết bắn đâu nha. Ôi. Thế mình bắn ngu. Trời ơi, chỉ còn 19 chứ không biết bắn. Ôi, thêm giả ghê đó. Mình chỉ đi nấp thôi à. Mình cứ vào xong rồi cứ đi nấp ấy. Bạn nghĩ mình tên bạn nấp mà bạn lên được tới chí tôm là mình cũng kêu bạn là sư phụ á, bạn biết không? Đi kìa, cái này hay cực. Nấp bạn đi nấp thôi mà KDA. Đi nấp thôi mà KDA, tại mình cũng 3 chấm đấy. Ôi. Đi nấp như bạn ý nghe. À đi nấp thôi thì mọi người, đi nấp thôi. Đừng bắn, đi nấp thôi. Đi nấp thôi, để KD nó tự lên đi. Mình bắn gà lắm. Tí chết là KD phải có kill mới lên nha. Ê đừng bắn. Thì mọi người ơi, đừng bắn bắt của mình, em. Mình lại giết được mấy con bot nữa. Cái... Tự bắn đi. Thấy không? Đến trận nào bạn ấy cũng ăn 5 con bot. Thế bạn lấy KD phải 3 chấm. Thế anh cũng tính mấy trận mà bạn chết sớm đâu. Thiệt, mình cũng lắm luôn đấy. Lại xạo rồi. Mẹ mình bảo xạo là hư. Nhưng mà mình không có xạo đâu. Bạn hư lắm. Xạo là hư vậy là bạn hư lắm luôn. Thiệt, nói thiệt mà. Thôi thì mình không có tin nào. Thôi mà, tin mình đi. Chí tôn mà cả đi 3 chấm. Chí, đúng, chí, đáng ra chí tôn là phải 5-7 chấm gì đấy. Mình có 3 chấm thì chả đi nấp. Hơi xạo. Ý bạn ý là đi nấp ở mấy chỗ nhiều người ý. Đúng rồi. Biết rồi. Biết cái chỗ đúng nhiều rồi. Người đấy rồi. Nấp còn nấp mấy cái gì cho người nấp cũng khác. Đúng rồi. Trời ơi. Vào kia thì nấp ở đeo full mẹ Novo mẹ quân sự. Mình nào đã bảo đeo nấp giờ. Ở mấy chỗ đấy thôi. Nhưng kho tàng muối biển của mình nó đã mất rồi mọi người. Mình nào đã được vào đấy bao giờ đâu. Vào đấy toàn chết không à. Mình sợ. Kho tàng muối biển bạn nấp rồi mọi người. Bạn nấp ở đấy thôi. Có bao giờ bạn đi vào Novo đâu, bạn bằng vào Pochinki thôi. Cứ map làm thế giữa map mà nhảy thôi. Đấy, đây, cho bạn cái đó. Cái gì thỏ, mỗi giờ em anh cho người ta lú. Tí nữa mà gặp người là mình cứ trốn xong rồi mấy cậu khi nào mà clear xong mấy cậu vào mình ra nha. Được không? Bạn chơi gì bạn chơi mình bạn. Tôi múc bạn bây giờ. Chơi đạo dữ. Tôi múc bạn bây giờ đó. Tí nữa em cứ tìm mấy thằng người ấy, xong rồi em dẫn chúa ra chỗ bạn ấy. Cho bạn ấy núp. Dẫn rồi nhá. Bạn đấy bạn bắn heo mình. Đâu bạn ấy bắn chết hết luôn. Đừng đùa. Trong khi mình chưa được kêu nào thì nó đã lên tim đúng không chị? Mấy kiểu đấy chỉ ở trên phim thôi chứ mình không thế được. Mình bắn cả lắm. Vậy á à. Đúng rồi. À, anh bảo rồi em đúng không? Ủa, anh cạnh em hả? Anh bảo gửi em.
cái gì nào lại linh tinh nào. Anh muốn gương em, anh cho thánh cho tao lâu tao không cho em luôn. Ơ tính rơi xuống rồi à? Anh đi đi, không chơi với em nữa đâu. Thánh đâu rồi? Thính rơi chưa? Không biết đâu. Đây nè, thính đây nè. Thôi. Thấy rồi nhá. Rồi nắp nhà là ai vui luôn á, rồi nắp nhà. Bếp thính làm gì? Nắp nhà thiệt à? Mùi lên lắm rồi đi. Yeah. Ủa không? Chưa. Ừ, nó lên nóc ô tô cơ em. Ôi, xong rồi, số 1 nút rồi. Cho em đi ơi. Ừ, đấy em đi. Giờ cái thùng này rồi. Đều lên. Đủ. Đấy em nút đi. Đủ. Anh đang nhớ kiểu gì luôn. Lên được mà. What? Đấy em nút đi. Đấy, sao lại gây như thế được nhờ? Lộn vậy? Trời ơi, mà bóng băng nha mọi người, mà bóng băng đó. Hả? Tay to mà nó Rekit. Anh nhặt bầu ra cho em đi anh. À ừ, em có bấm 12 trong tình có gì ấy, trong tình có gì ấy. Không, em bắn ớp. Ở trong tình có MK không? Có 12 cho xin. Không có ốp đâu. Ồ, còn có gì nữa không? Không, có MK hay gì đó. Có, làm gì có ớp. 12-19, em bắn 12-19. Em muốn ra ngoài, em ra không được. Thôi bắn 12-19 đi. Chị ơi, em bị kẹt cái gì rồi chị đó? Em không biết đâu. Rồi, vui rồi đây. À được rồi, anh ơi. À. Vào dễ cực, vào đi, vào dễ cực. Chỉ cần leo lên ô tô thôi, không cần nhiều. Có tiếng, có người tới này, có người tới này. Chỗ mình. Anh cho em chạy 8 cơ mà. Không, em bắn 14. Ui. Ôi, mời tư. Có người. Mời tư của... Ui, trời ơi. Ui, trời ơi. Tính là một chút đùng xe luôn đấy. Đâu nhờ. Cái tùng xe này mọi người ơi. Cứu thì bạn ơi. Lên đi. Để lên cái ô tô kia, để lên cái ô tô kia. Đây, để mình có mình cứu cho. Cái gì hai bạn hả? Cái lên luôn đi. Trời ơi. Để xe chạy cũng đấy. Đây, ok. Ôi giời ơi, lại chơi, lại rơi rồi. Buồn thật sự. Anh này anh nắp trong thùng luôn hả? Ở đây. Cái chỗ này neo khó hả nha. Ở đây có thánh này, thánh này. Ông ơi, nhảy ngang ra ông ơi, nhảy ngang thổi ra. Ông nhảy lên xe kiếm được đây, mà. Đây. Ở đây rồi. Có thánh này, đây có ngồi luôn nha. Em từ lượng được anh sống dậy sao em làm gì làm. Cậu thấy người chưa? Em muốn làm anh à, chứ em không muốn làm gì hết. Đúng là tình yêu đưa ta đi hàn dạo. Wow, thế là. Ơ, sao có khói hay cái thính nhỉ? Hay là số 3 số 1. Đang ngồi thính đấy, luật đi em. Yêu à? Không, không bạn. Bạn thôi. Bạn gì yeah. Bạn thôi. Bạn thân à? Tỉa fan thôi. Ủa, nghe tiếng súng. Ơ, bị lút rồi này. Con mẹ nó. Đi tìm trên ít đạn. Thính bị múc rồi nha. Ok. Còn con đạn gì không? Còn đạn đeo gì không? Không, biết to thôi. Mọi cái xác là lúc ấy đâu. Không biết. Ủa, cái xác vừa nãy cậu chưa biết. Gì đấy, em biết ra đấy. Chưa cậu tớ vừa bị nóc. Ra đây chỉ cho nè. Nó ở đây. Nó ở chỗ cái vách núi ấy. Gốc cây vách núi, what the hell? Đây nè. Đâu cậu? Đây. Dòng này thiếu hai cũng dễ thương ha. Không biết bạn có đẹp trai không ta? Wow. Em đoán xem. Mình cũng không đẹp trai lắm đâu. Tầm cỡ Lee Min Ho thôi. What? thử sơ Google xem ông Lee Min Ho là ông nào nhỉ? Sao vậy? Cái tuổi thơ chị bất hạnh không coi gì sao băng hả? Không biết Lee Min Ho hả? Không biết không, là hả? Đi! Chả biết, chả bao giờ động đến BTS. Không, động đến giai Hàn Quốc. Đúng rồi, giống em. Nhưng mà em vẫn có xem mấy cái phim kiểu tuổi thơ đó. Em chỉ thích trai Trung Quốc thôi. Mấy phim đấy là tuổi thơ dữ dội rồi. Vậy? Cái hơi. Anh có cái đầu chung tay về lớn.
Cái gì đấy? Em cái thay gì? Thái độ về ai đấy? Đây đây. Nhìn 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 đầu anh. Ui ui ui, lại cả em. Ghét bọn SKS lắm nè. Nó vừa clear luôn cả team nhé. Thực sự. Đi thôi mấy cậu ơi. Đi số 2 rồi, tôi đi với bạn. Tôi lại lag rồi. Số 2, bạn không được giết boss của tôi. Ok, được luôn. Được. Đây tôi bạn đi. Má đét hẹp đội mũ luôn kìa. Má mày ngộ quá. Cậu muốn đi đâu? Ủa sao cái mũ màu đỏ hả? Đây lại dùng tôi tàn gái tôi... đấy. Tôi muốn vô team cậu đó. Wow. Đấy. Đường vào team mình dễ vào lắm à. Không qua lớp áo rồi luôn. Team bạn đã vô số lối vào. Nãy nghe đây có tiếng mờ 16 mà tao mất tiêu không thấy người. Giết luôn. Cậu đi theo mình thì cậu bảo vệ mình đúng không? Mình biết mà. Đúng rồi, bạn đi với tôi đi. Có thính nè, thính bên phải nè. Ok. Chỗ này có mở cửa đấy, sợ cả. Chắc là bọn đi lấy thính đấy. Thính này có độc nha, ở hai thính gần nhau này. À, cần lắm một cái X3 đó trời. À. Đây, mình cho cậu luôn này, đâu rồi. Nè. Này. Để bạn ấy bắn đi. Ok, cảm ơn. Người ta kiểu bờ gồ laser mà người ta không có cần kết đâu. Bắn xong rồi được rồi. Cậu. Mình cho cậu để cậu gánh mình đó. Thôi để nói thiệt chứ. Số 2 bắn mình đi. Mình bắn điện thoại của mình tạ lắm á. Thì tại vì điện thoại của mình nó bị giật á. Mình còn tạ hơn nhiều. Vậy ha. Đúng rồi đó. Có phải Yoya. Vậy á ha. Là Yoya. Yoya. Cái giọng hoàng này buồn cười á. Mình từng nghe nhiều lần. Sao anh lại buồn cười vậy? Việc là buồn cười lắm mà. Không, Groza nè. Tại lúc giờ anh toàn chơi với team á. Tại lúc giờ anh toàn chơi với team á. Nên đâu có nghe giọng. Groza đấy, ai bắn đâu. Không ai xài gờ vô nha. Nhưng mà không có đạn vậy sao? Không có đạn 7 cũng muốn bắn. Lấy đi mình cho đạn này. Ok. 7. 100 viên. Rô ra khoảng A giờ khỏe mạnh nhất mà. Dòng A giờ ấy. Chết rồi bắn X3 hả trời. Hit dog của mình đâu rồi. Đây, mình cho cậu ghét bắn. Ok, có 100 gì. Có 100 gì. Tôi số 1 lặng tầm. Đây nè. Tầm đi. Wow. Trả bạn cái sao này. Ok. Đi. Tôi giết số 1 chỉ là bạn số 1 nói vậy đó. Nên tôi buồn. Tôi đi số 2. Ok. Bạn đấy. Số 1 ghen đấy. Đúng người yêu mà đúng không? Số 1 tắt mất rồi. Không có ai bạn đó đó. Chỉ là bạn thôi mà. Nãy rồi. Không ghen đâu. Ai ghen đâu. Đâu ghen đâu. Số 1 tắt mất rồi. Ô ghen đâu. Ghen đứa mình. Có khi nào tí nữa mình ăn nết không nhỉ? Không có là gì đâu mà ghen đúng không? Có là gì đâu mà ghen đúng không? Có ghen đâu. Tôi có ghen đâu. Đúng rồi. Mình đàn ông mà đúng không? Mình đàn ông mình phải mạnh mẽ lên. Mình phải mạnh mẽ. Ông bật cười. Tôi có ghen đâu. Đúng không? Không phải lo. Mạnh mẽ lên. Có là gì đâu mà ghen đúng không mọi người? Mọi người có là gì đâu mà ghen đúng không? Mạnh mẽ lên. Mạnh mẽ có là gì đâu mà ghen đúng không? Ừ, có là gì đâu mà ghen. Đúng rồi, mạnh có là gì đâu mà ghen. Đúng rồi, hợp lý thật sự. Được thật sự. Enemies ahead. Ây da. Mình thích mấy cậu rồi đấy. Vậy đúng hả? Đúng rồi. Tôi cũng thích bạn rồi đó. Bạn mới thích số 1 tôi giả vô mặt bạn này. Tắt mic để hai ông bạn nói chuyện, nói nhiều quá. Đừng. Không, tôi bạn đó. Bạn đó không có tôi là cái gì hết trơn á. Tôi buồn. Đi thở gì à? Là đi vạch số 2 đây, vạch số 2. Đi trước đi, Linh, đúng không? Đi cuối á. Linh. Ok, mình sẽ kêu bạn là Linh.
Mấy con kia sớm rồi. Kêu vậy mất thân lắm. Cậu tên gì? Cậu tên củ cải à? Hay tên gì? Đúng rồi, bạn gọi mình là củ cải rồi. Củ cải. Bạn cười cái chó gì đó. Có thằng Bảy nhặt giùm nha. Tôi qua bên này. Bạn ấy nghĩ về đầu óc con trai rất tầm tối. Hả? Mình trong đầu óc con trai rất tầm tối. Rất tầm tối đấy. Cẩn thận đấy. Mình chỉ là một cậu bé mới nhớn, không có biết nghĩ xấu đâu. Hẳn là mới nhớn. Nghĩ xấu đấy. Nghĩ xấu đấy. Bò bé mà còn đông người nha. Mình ở giữa bò đấy, cẩn thận. Kiếm đạn đã. Em đi một mình em cũng được, ba người đi chung đi. Em bị bỏ ghê. Trời ơi, sao chạy xa vậy? Ừ, cứ đi một mình. Chạy lên đồi đấy dễ có người lắm. Đấy, biết ngay mà, vừa nó xong rồi. Ôi. Trời đất ơi, mở ca. Má hai thằng luôn. Ôi, mình thấy nó yếu lắm. Kẹo của tôi. Tôi chưa bắn luôn á. Mất dậy rồi. Bọn có hai thằng nha. Ui. Rồi xong. Phải cày đặt. Bò vào đi để mình cứu nó. Ý. Đây đây, bò bò. Thông báo với tất cả các anh em là nó có úp X8 nhá, nên cứ cẩn thận nhá. Phải à. Tôi xin thông báo thêm là nó có MK X8. Giờ nó cứ ớt sự... X8 luôn đó mọi người. Cải ơi. Hè luôn. M4 X4 mù mắt thực sự. Thế cậu bán X3 không? Đổi X4 cho mình. Này X4 này. Được. X3 đây, mình quen bán X3 ăn. Ui, nó thấy ảo phải đái rồi á, nó thấy dính lắm rồi. Bạn ơi, tội nghiệp thứ hai ghê. Thuốc đi. Thể pin hộ tôi xem là nó ở đâu được không? Tính ra là không em nghĩ nha mọi người. Em nghĩ nha. Không nghỉ sớm thế. Hết muốn chơi rồi. Chơi đi. Ui. Lạy Chúa. Nó đang có hướng công nghệ. Lạy Chúa Giê-xu. Có cái mũ bảo hiểm à. Lạy Chúa Giê-xu. Rồi cục đá trên luôn. Rồi cục đá nó đắt. Đúng rồi. Và nó luôn. Thấy chưa? Đã bảo. Ui. Bắn hơi hay đấy. Đạn là sai rồi. Thôi. Trời đất ơi. Thằng nó yếu lắm rồi. Nó yếu lắm rồi. Yếu lắm rồi. Nó ở đâu? Dưới mấy sao đây. Thằng đầu khỉ nha. Ừ. Chạy đâu nữa vậy? Sao bốc cây? Trời ơi, đi xem luôn. Ui, đằng sau bắn kìa. Mà sợ bắn ghê quá. Ghê quá. Sợ quá. Cục đá. Thằng thấy rồi kìa. Oai. Ui, bọn này bắn ghê quá. M44 hay xà kinh đây. Mình không biết bắn. Không biết. Nghe mà. Đúng kiểu muốn giả vô mặt á. Đi đá. Nó yếu rồi. Rồi, cậu đâu? Phải đá. Smoke ra ok đấy. Nó bắn mình. Nó ăn đạn mà. Trời ơi. Bọn công đều được không ấy? Năm đường. Bạn bắn ghê thế. Bạn bắn hay vậy, bạn đúng là người yêu của tôi luôn á. Trời ơi, mình cũng người yêu. Đi mẹ. Sầm mốc thôi, sầm mốc cứu được hoặc bỏ. À, mình cố gắng kiếm. Đấy là không bỏ mấy cậu đâu. Mình đuổi gì mà dễ thương vậy?
Hoa dễ thương luôn. Đúng rồi. Mẹ gặp mấy thằng kia là nó bỏ rồi đó. Thật ý. Đúng. Chơi mất dạy thật. Cậu có máu, cậu cho mình một cái phớt được không? Ôi, đây đây đây. Phớt mình có ngay. Đây. Bạn sẽ dùng vậy đây. Cái gì cũng có. Không có máu. Bạn dễ thương lắm. À, trước mặt. Từ từ mình bỏ ra cũng thôi luôn đó mọi người. Đi bò rồi, đi bò. Nhà hai thằng. Không gạt được nó. Trời đất ơi. Nam đồ khỉ, người khỉ. Từ xe mắt bọn này. Từ chạy ra kìa ông ơi. Xe mắt bọn này á. Hai thằng chạy ra này. Ok. Có thằng đắt rồi. Đây là cậu đắt rồi mốc à? Vẫn có một thằng trong nhà kìa. Mình thấy rồi. Bắn quần què gì vậy anh hai ơi. Ủa hôm nay em bắn cao với lại mà quấn thi vậy? Mù mắt luôn. Thiệt là ghê gớm đó mà. AK mà tư gì nhìn nó lạ lạ. AK AK. Kêu ông Hoa Hưng kìa. Rất nhiều người thế. Vòng xuống sông đi ông ơi. Còn 3 thằng ấy vòng xuống sông đi móc nó đi. Đi móc nó đi. Nó bị mù mắt. Sao bạn thứ hai cứ cúi cúi xuống đất vậy? Tôi không thấy cái gì. Ôi xong rồi hết máu rồi. Toàn ơi. Nó trong nhà. Không sao, bạn này cân được. Bạn này chỉ tâm 19 mà. Không sao. Nó gần mình. Có thằng gần, có thằng gần. AK bao. Nó phộng. Cao đây nếu mà còn sao đây này cái kia không có thằng chạy ui trời ơi là ca mạnh quá trời ơi tiếp ghê trời mù mắt luôn mù mắt luôn trời ơi tiếp ghê nha mù mắt luôn thủng mắt rồi. Nữa thì ăn 1.500 đa không kêu